Ra của thầy Hạnh Phú. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành phố có gọi hỏi giùm cho một ban hộ niệm đang ngắm trên sân mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Dương Tình Hải, vừa qua ban hộ niệm chúng con có một vị đồng tu đang cùng với ban hộ niệm cộng tu trên Zoom lúc thời lạy Phật, thì bỗng nhiên vị đồng tu này ngã xuống và tắt thở. Ban hộ niệm biết tin liền chạy đến nhà đó hộ niệm. Hộ niệm được 24 tiếng đồng hồ thì vị đồng tu này vẫn không tốt, thân thể vẫn cứng. Sau đó có một vị thầy nghe tin vị đồng tu này mất, mến đến nhà khai thị hộ niệm tiếp thêm 6 tiếng nữa, đến tiếng 30 thì kiểm tra thọ tướng, vị đồng tu này mới tốt viên mãn. Vậy xin hỏi thầy Dương Tình Hải, ban hộ niệm chúng con là phàm phu rất là khó hiểu, vì sao vị đồng tu này đang lúc lạy Phật, miệng niệm Phật thì đột quỵ ngã xuống chết, nhưng lại đến 24 tiếng hồ không được tốt, không được viên mãn vậy? Vậy thì có sơ xuất chăng? Kính xin thầy Dương Tình Hải giảng giải tỉ mỉ tường tận cho ban hộ niệm chúng con được biết, bởi ban hộ niệm chúng con là những người còn dốt, chưa được thông tuệ cho lắm. Ban hộ niệm chúng con kính thành kính tri ân thầy Dương Tình Hải. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm có nhiều người thường niệm Phật, mà rồi chúng ta hộ niệm cũng tới 30 mấy tiếng hồ cũng chưa có tốt đẹp, chứ không cần gì phải đột quỵ rồi mới bị như vậy. Chính vì thế mà thời gian dài lâu hay sớm này không phải là do cái đột quỵ hay là do cái gì mà cả mà do chính cái người bị chết này không chuẩn bị trước, hay nói chung là công phu hình như còn yếu. Và trong lúc bất ngờ mà chết như vậy, chắc chắn còn vướng chấp khá nhiều trong đó. Thành ra khi ban hộ niệm tới hộ niệm 24 tiếng đồng hồ rồi chưa viên mãn. Đây là một cái bài pháp nhắc nhở cho chúng ta, dẫu rằng chúng ta có tu hành, có niệm Phật, ngay cả chúng ta đi hộ niệm cho người khác, đừng bao giờ nghĩ rằng là nghiệp chướng của mình nhẹ hơn thiên hạ. Đừng thấy những người mà mình hộ niệm họ có vướng mắc nhiều mà cho rằng là mình không có nghe chư vị. Chính vì thế luôn luôn phải đem cái lời khai thị của Ấn Tổ ra mà thường xuyên nhắc nhở với nhau. Càng tu chúng ta càng nghĩ mình còn yếu, càng tu càng thấy nghiệp mình còn nặng, càng tu càng thấy tâm mình hình như còn mê mờ. Có như vậy thì tự nhiên chúng ta phải răn đe, và cái tâm khiêm nhường càng cao chừng nào thì chư hộ pháp giúp đỡ cho mình càng nhiều chừng đó. Càng ý lại chừng nào thì thường thường chúng ta dễ bị vướng nặng lắm, nghe chưa vậy? Cho nên cái thời gian mà để cho người này trở về cái thân tướng tốt đẹp hoàn toàn tùy theo cái công phu, hoàn toàn tùy theo sự giác ngộ của người ra đi đó. Xin thưa thực với chư vị, một em bé không biết đạo, nhưng mà em bé đó hiền lành, em bé đó biết vâng lời, em bé biết nghe thầy Quảng Thắng giảng giải, em bé quyết lòng con bạch với thầy, con muốn đi về Tây Phương. Nhờ những sự khéo léo của người hộ niệm làm cho em bé muốn vãng sanh, chứ còn muốn vãng sanh, tha thiết vãng sanh, vui vẻ vãng sanh. Khi tắt hơi rồi, em bé vẫn còn giữ nguyên cái sự mong muốn này trong cái tâm của, trong tâm thức của em bé đi vãng sanh dễ dàng. Còn mình tu thế này, khi mà bệnh xuống mình lo mình sợ,
Khi gặp một chướng nạn nào mình thấy mệt mỏi, chán nản, sợ sệt, xin thưa với chư vị, những cái yếu tố này nó là cái nhân chúng cứ tiêm vào chúng ta. Chính chúng ta đang niệm Phật đột quỵ chất. Rõ ràng những cái gọi là cái nhân chúng sợ hãi, lo lắng gì trong đời nó còn nguyên vẹn trong tâm chúng ta, đến nỗi mà ban hộ niệm, tới hộ niệm mà chúng ta không chứng được. Tại vì mới niệm Phật với đại chúng này, tại sao bây giờ người ta đứng mình chết rồi, tại sao cứ khuyên mình đi vãng sanh, đi vãng sanh làm chi, mà trong cái thân thể của mình còn nằm dài đó, chính mình thấy rõ ràng mà mình không ngộ. Cho nên cái câu chuyện này nhắc nhở cho chư vị, luôn luôn chúng ta phải nhắc nhở là mạng sống vô thường trong hơi thở. Cố gắng lên, gặp một căn bệnh ngặt nghèo, nhất định phải cười lên phải không như bối, nhất định phải chuẩn bị vãng sanh phải không như bối, nhất định chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên cái tâm hoan hỷ này nó sẽ giúp cho chư vị vượt qua tất cả ách nạn. Đời này không trước thì sau, không sau thì trước, cũng phải bỏ thân mạng này, bỏ bằng cái bệnh gọi là cái đột quỵ, chẳng khác gì cũng như mà một cái bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư vậy mình hành hạ thân xác chúng ta đau đớn, còn cái đột quỵ không có đau đớn gì cả, chúng ta đi đúng ra chúng ta mừng vui được cái tình trạng này, là chúng ta không có bị cái nạn khổ hành hạ, chúng ta vui mừng lên. Thì vui mừng lên thì tâm tự nhiên cảm ứng với đại nguyện Đức A Di Đà, ngài đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi. Chứ tại sao đang niệm Phật rồi ngã xuống bệnh, rồi bao nhiêu người áp tới hộ niệm, ta lại ngỡ ngàng tại sao ta mới sống đây mà giờ bắt ta chết rồi. Tâm hoang mang, tâm do dự như vậy, để cho sau được 30 tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh táo. Chưa chắc gì 30 tiếng tỉnh táo vậy là được vãng sanh. Nhớ nhanh chưa vậy, hiểu được rồi chúng ta sẵn sàng lúc nào buông báo thân ra đi, ta đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bệnh tim cũng được, bệnh tiểu đường cũng xong, bệnh ung thư cũng được, không sợ sệt gì cả. Tình hái này nói thẳng với chư vị, khi có bệnh gì báo cáo cho mọi người biết để chuẩn bị đi, nhất định hứa trước với chư vị là không sợ, không sợ và không sợ, để chúng ta tắt hơi xong đi theo A Di Đà luôn. Chiều chưa chư vị? À, gì? Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân thầy, và qua câu hỏi này chúng con thành kính tri ân thầy Hạnh Phú và tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Vì nhờ câu hỏi này chúng con nhận thấy rõ là đúng là một hơi thở vào mà không thở ra thì chúng con phải đi luân hồi rồi. Chính vì vậy mà luôn luôn sẵn sàng để quyết lòng niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để không luống qua cơ hội này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.